Hello, Tấm Cúc xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Kính chúc sức khỏe quý vị một ngày mới vui vẻ, an lạc và yêu đời trong cuộc sống nha. Mọi người nhà nhà đều khỏe mạnh. Thì đến với cái chương trình của Tấm Cúc kể chuyện cho quý vị nghe hôm nay, thì cũng như cái mẫu chuyện chuyến trước á, thì Cúc có gửi đến cho quý vị nói về một cái chiếc đồng hồ mà hôm bữa Cúc bảo đỏ có con gà trên cái áo đó quý vị. Thì em có kể về cái chiếc đồng hồ mà nó làm cho một cái gia đình đúng là đang rất là vui, nhưng mà vì cái chiếc đồng hồ nó bị rớt á, cho nên nó làm cái gia đình bị xào xáo đi, nó tồi tệ đi lắm. Chồng cũng bị, rồi vợ cũng bị, rồi cả thằng con trai cũng bị, nó có những cái lộn xộn trong cuộc sống chỉ vì cái chiếc đồng hồ nó bị rớt thôi. Thì qua cái câu chuyện đó, cái Cúc nhớ lại cái chuyện mà đồng hồ đó quý vị, thì trong cái lòng em tự nhiên nó dâng lên một cái cảm nhớ tới ba em dữ lắm luôn. Tại vì nó liên quan tới chiếc đồng hồ, thì hôm nay Cúc lại có một cái câu chuyện về chiếc đồng hồ rất là hay, rất là ý nghĩa em muốn gửi đến quý vị. Thì trước khi mà vào cái mẫu chuyện này thì xin phép quý vị hôm nay cho Tấm Cúc nhắc tới ba Tấm Cúc một tí xíu. Vì sao mà nhắc? Đó là vì tại vì chiếc đồng hồ quý vị ơi. Ngày xưa đó Cúc có mua cho ba chiếc đồng hồ khi mà ba Cúc chưa có mắt, ba Cúc còn sống cách đây chắc cũng mười mấy năm rồi đó quý vị. Lúc mà Cúc mua chiếc đồng hồ đó nha. Thì Cúc nói là Cúc Cúc phải có, tại vì Cúc còn giữ tới bây giờ đó quý vị. Chiếc đồng hồ ba mà Cúc còn giữ trong cái túi này tới giờ thì Tấm Cúc ngồi Cúc kể, nhưng mà Cúc nghĩ chắc có tâm linh ba đó. Cúc làm gì Cúc cũng hay có nghĩ đến ba mình đó. Thì biết sao mà Cúc nói lấy cái đồng hồ này ra cho quý vị xem, biết sao? Tại vì hồi hồi lúc ba còn còn sống á, thì Cúc cũng cố gắng, Cúc cũng có thể có mua cho ba được cái đồng hồ này, ba rất là thích. Đó quý vị, Cúc đã mua chiếc đồng hồ này nó trên chục năm rồi cho ba lúc ba còn sống đó nha. Và vì sao mà ba mắc mà chiếc đồng hồ này còn ở lại với Tấm Cúc? Thì cũng như là lúc ba mắc mà lúc mà mọi người lo mà giống như là thay đồ được cho ba này kia đó, không hiểu như thế nào mà cái đồng hồ này trên tay ba nó cứ lật ngược lại không à quý vị. Nó cứ lật ngược lại không, không có ai làm gì được hết trơn. Tới khi Cúc lại thì Cúc mới lấy ra được. Thì trong cái lòng của Cúc với mấy anh em nghĩ là đây là cái đồng hồ ba muốn để lại kỷ niệm cho Tấm Cúc. Tại vì lúc còn sống Cúc cũng mua cho ba mà tới mắt mà vẫn để đó, đợi cho Cúc lại là Cúc mới lấy ra được. Thì Cúc quyết định Cúc sẽ giữ lại làm kỷ niệm của ba mình. Đó là cái chiếc đồng hồ hôm nay. Đó là hôm nay cái ta ba Cúc đã mắc năm nay nữa là qua năm thứ thứ 8 rồi quý vị. Nhưng mà Cúc vẫn còn giữ cái đồng hồ, vẫn thấy như mới hôm nào vậy đó quý vị. Đó là cái lòng của em. Thì em cho quý vị coi lại lần nữa chiếc đồng hồ này Cúc mua cho ba trên chục năm này nè. Để hôm nay Cúc kể chuyện cái đồng hồ thì Cúc mới nhớ lại cái đồng hồ của ba mình. Thì mong mọi người cũng đón nhận và vui vẻ, tại vì em là đứa con gái rất là gần gũi với ba, rất là mến. Bây giờ ba mất rồi nhưng mà em cứ nhắc suốt à, em cứ nhắc hoài luôn. Khi mấy anh chị em có nói Tấm Cúc sao nó hay nhắc về ba nó là như vậy. Thì để nói về cái chiếc đồng hồ thì em xin phép kể thêm cái mẫu chuyện này, nói về cái chiếc đồng hồ rất là ý nghĩa đó quý vị. Thì là có một cái người cha này, cái một người cha này á, là ổng có một cái chiếc đồng hồ, ổng rất là thương, rất là giống như là thương quý, mà mình đi làm hay đi gì đó cũng đeo đó quý vị. Thì hôm nay vô tình sáng ra thì ông tìm cái đồng hồ ông nó đâu mất tiêu à. Ông nhớ là thường ngày ông để đó mà hôm nay đi ra thì không có thấy, tìm mãi không thấy, tìm vòng vòng không thấy, cứ lục đồ lên coi nó cứ rớt xuống không, không thấy, sách vở lục lên không thấy, qua bên đây lục quần áo liền tùm lum, lục gọt gạt gột gạt chỗ này chỗ kia, lục tùm lum nhà cửa trơn mà chiếc đồng hồ nó vẫn không thấy. Thì ông rất là quạo, ông rất là bực bội đó. Thì khi mà ông lục hết trơn nhà cửa trơn không có thì ông mới bực quá, cái ông mới đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài quý vị, thì khi mà ông bước ra ngoài thì đứa con gái của ông nó mới lại, nó ngồi bình thường, nó ngồi một tí xíu thì bắt đầu là nó mới nhặt được cái chiếc đồng hồ đó lại. Nó mới kêu là ba ơi ba, chiếc đồng hồ của ba nè. Thì ổng ở ngoài mới đi vô, ông nói ủa sao ba tìm nãy giờ trong nhà lục lọi banh nó trơn tùm lum trơn mà không thấy, mà sao bây giờ con thấy vậy, nó đâu mà con thấy được vậy. Cái đứa trẻ này, đứa con gái này nó nói là con không có tìm đâu chứ, con chỉ ngồi im lặng, con chỉ ngồi im lặng một chỗ thôi, là tí xíu tự nhiên con nghe cái tiếng kim đồng đồng hồ á, nó chạy tách 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 tách, nó kêu trong chiếc đồng hồ đó là con biết nó nằm ở đó, con lại con lấy à. Đó thì quý vị nghe cái mẫu chuyện này nó dẫn như gì để nó nói cho mình một cái bình tĩnh. Đó là một cái bài học cho Thấm Cúc, giống như là mình đừng có nóng, đôi khi mình nóng quá là mình giận quá là mình không có tìm gì được, không có làm gì được,
tại vì nóng quá cứ lục lọi quăng đồ sột sạt thì làm sao nghe được cái tiếng đồng hồ nó nhảy cái kim tách tách tách, đúng không quý vị? Thì mình không có nghe được tại vì mình nóng quá. Còn khi mà bình tĩnh lúc nào cũng là chiến thắng, là đúng với cái câu chuyện này luôn đó quý vị, là mình bình tĩnh, thấy không, đứa bé nó bình tĩnh mà nó nghe được cái tiếng cây kim đồng hồ kêu tích tắc, và nó đã nhặt được cái đồng hồ trong một cái sự nhẹ nhàng, không có quạo quọ mà không có tùm lum đồ đạc. Đó là cái sự bình tĩnh rất là cần trong cái cuộc sống này. Thì cũng như Cúc thường nói là Cúc kể những cái mẫu chuyện mà Cúc thấy nó tâm đắc, Cúc rất là muốn lưu lại trong cái kỷ niệm, trong cái đầu Cúc và trong cái kênh này, để mà làm một cái kỷ niệm cho em cũng như quý vị. Ai có thích chuyện Cúc kể thì vào xem với em cho vui. Thì cái mẫu chuyện này nói về cái sự mà bình tĩnh và cái sự mà giống như là tự tin và cái niềm tin mình đặt đó là mình sẽ thành công quý vị, và mình sẽ vượt qua được tất cả. Thì em kể cho quý vị nghe tiếp một cái mẫu chuyện này nữa nha. Cái mẫu chuyện nói về là làm sao mà mình phải cần cái sự mà tự tin và sự là mình nghĩ là tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, giống như em đó quý vị. Em làm bất cứ cái chuyện gì trong cái tâm tưởng em, trong cái tâm linh em luôn nghĩ là sẽ có ba phù hộ cho mình. Em lại nhắc ba em nữa, quý vị thông cảm cho em nha. Tại vì thật sự em làm cái gì em cũng nghĩ là có ba trên trời đang soi sáng cho em, chỉ đường dẫn lối cho em. Thì em làm bất cứ cái chuyện gì, từ công việc nhỏ tới chuyện cái gì luôn, thậm chí nhà cửa sửa hay là cái gì, là thường thường em hay có ngồi em tâm sự với ba. Em tâm sự em cứ nghĩ là ba còn sống không đó quý vị. Tại vì trong cái tâm tưởng em á, em nghĩ là mình làm chuyện này phải không, chắc là ba sẽ phù hộ cho mình gắng, mình cố gắng, mình gắng, tại vì bên cạnh mình có ba che chở. Là tự nhiên trong trong lòng em nó cứ đi tới, nó làm công việc nó thoải mái, nó không có phải là sững 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 lại. Ôi chắc tôi làm không được, ôi chắc tôi làm không được, cái đó là mình sững lại. Thì em sẽ kể một câu chuyện tại sao mà mình cần một cái tự tin và một cái là cái niềm tin là sẽ được như này đây quý vị. Có một cái người cha này nữa, em hôm nay em kể về cha con không nghe quý vị. Một người cha này và hai đứa con với một cái người cha. Thì cha con này giống như là đi trên biển đó quý vị, đi trên biển thì vô tình bị sóng đánh, nó mới lật cái thuyền, nó mới lật đi. Thì cha con là cố gắng là ổng đèo hai đứa nhỏ, ổng cho vô bờ, nhưng mà nó vô được cái bờ giống như cái đảo gì đó quý vị, ở biển ngoài xa khơi mà đảo gì đó. Thì đi vô cái đảo đó thì quý vị biết đâu có còn gì đâu mà ăn, vô đó là thua rồi. Nhưng mà may mắn là giữ được mạng sống. Nhưng mà đó lên đó thì đâu có cơm gạo gì ăn đâu, thì cứ là có cái gì vòng vòng trái cây gừng hay là cái gì vòng 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 thì kiếm được cái gì ăn nấy qua ngày thôi, đặng mà đợi người tới cứu, đặng người tới cứu ba cha con. Thì ổng cứ hy vọng là sẽ có người đi ngang nhìn thấy ba cha con và sẽ cứu ba cha con. Hai đứa con cũng cũng nghĩ là như vậy, thì ổng cứ nói là có người đi ngang cứu ba cha con mình. Thì hàng ngày là giống như ổng đi kiếm trái cây, trái gừng, trái gì đó, rồi nước thì nước dưới biển đó này kia đó. Ba cha con cũng hả cố gắng mà đói dữ lắm quý vị, nhiều ngày rất là nắng nôi rồi đói nữa, muốn kiệt sức hết rồi. Người cha thấy cơ bộ không xong rồi, thấy hai đứa con nó cứ đói, nó đói nó ốm nhờ, mà bà ơi con đói quá, bà ơi con đói quá, mà ổng cũng đói y như vậy, ba cho con đói đều. Ổng kiếm lá cây cái này kia ăn tới hết rồi mà không có ai cứu hết trơn, không biết sao vắng vẻ không ai cứu hết trơn ba cha con đó. Thì bắt đầu là ông hết cách rồi, ông mới cảm giác là chắc là có thể ba cha con là không có qua được, ba cha con có thể chết ở ngoài cái đảo này, không có ai thấy mà cứu ba cha con hết trơn. Bây giờ ông phải biết làm sao, ông phải tạo cái niềm tin cho con ông bằng cách như thế này quý vị. Ông ấy á, ông đi ông lấy cái áo trên người ông mặc đó, ông lấy cái áo ông đi là lại xa xa tí xíu chỗ mà ba cha con ngồi đây, thì ông đi xa xa một tí, ông ra bên đó cái ông hốt một nắm nắm cứ như là cát đá hay cát gì đó ở ngoài cái đảo đó đó, có gì đó ông túm vô cái áo ông một bọc gì nè quý vị, ông túm vô ông túm lại cái ông đem về, ông đem lại chỗ mà hai thằng con ông á. Ổng mới là giống như biết thằng con hai đứa nó tuyệt vọng quá rồi, cho nên ổng mới cố gắng làm cho con mình nó có niềm tin. Ổng mới cột lại gì, xong ổng đem lại là bắt đầu ổng mới cột lên cái cây tí xíu. Ổng mới nói này con, hai đứa là cái này là trong đây là ba là ở nhà hái những cái trái cây á, trái cây ngon lắm, đồ ăn á, thức ăn cho ba cha con mình á. Bây giờ nhưng mà nó chưa chín, ăn chưa được, nó còn sống, bây giờ nó còn sống nó không có thể nào ăn được. Cái này là còn sống là ăn coi như là ngộ độc. Kiểu như ông nói vậy đó, phải chín rồi mới được, mới ăn được. Cho nên là ba để đây nha, ba để ba treo ở đây đợi cho 2 3 ngày nữa nó chín cái là mình ăn ngon dữ lắm đó. Thì hai đứa nhỏ nó mừng lên, nó nói chuẩn bị có đồ ăn này, 2 3 ngày nó mới ăn. Nhưng mà nó con nít nó vẫn nói là chuẩn bị có đồ ăn nên nó rất là mừng, nó rất là hy vọng là cái trái cây này trên cái áo của ba mình sẽ chín rồi mình có mình ăn là tiếp tục sống nữa.
chỉ có một mình ông ba đó, là cái ông đó đó là ông biết là trong đó là không có trái cây, chỉ là cát đá không mà sao mà ăn. Ổng biết là chết chắc rồi, nhưng mà vì muốn tạo niềm tin cho con cho nên ổng mới nói dối với con là trong đây trái cây vậy, cho hai đứa nó bình tâm lại, nó đừng có hồi hộp quá đó quý vị. Thì trong một ngày hai ngày sau thì ông cạn sức rồi, ông chịu không nổi, ông kiệt sức rồi, cho nên là ông chết luôn. Đói quá, lớn rồi, lớn tuổi nữa rồi, thêm mà đói quá rồi không có chịu nổi, cho nên là không qua được, thì ông phải ngã quỵ ông mất đó. Còn hai đứa nhỏ này thì vẫn bình thường quý vị, tại vì trong cái đầu của nó không có gã gời, nó không có tuyệt vọng như ổng. Ổng thì ổng biết là tuyệt vọng đến nỗi phải chết rồi, cho nên là cái tâm trạng ổng nó suy sụp xuống á, thì ổng phải tắt thở luôn, chịu không nổi. Còn hai đứa nhỏ thì nó hy vọng là cái bịch trái cây này còn được, mình chuẩn bị có đồ ăn rồi, trong cái tư tưởng nó là cố gắng vượt qua chuẩn bị đói hả, mày đói phải không, dặn cái đói xuống chuẩn bị có đồ ăn này, dặn xuống chuẩn bị có đồ ăn. Cái đó là cái tư tưởng mình, cho nên hai đứa nhỏ nó không sao, mà người cha thì chết, mà hai đứa con thì không sao đó. Cái đó là một cái niềm tin và một cái gì đó giống như tấm cúc hồi nãy nói, khi cúc làm gì cúc đều tin tưởng có ba cúc phù hộ, có ba cúc che chở và soi sáng cho cúc. Đó là mình nghĩ cái ơn trên sẽ che chở cho mình đó quý vị. Thì giống như cái chuyện vừa rồi, nghĩ là mình sẽ được cứu, mình sẽ có đồ ăn, thì mình cố gắng vượt qua, chỉ có tuyệt vọng là mới bỏ cuộc thôi. Cái người cha này tuyệt vọng, tại vì ông biết là không có đường, ông không có đường cứu rồi, cho nên ông tuyệt vọng thì ông phải là chịu chặn thôi quý vị. Đó, những cái mỗi chuyện vắng này nhưng mà nó mang đầy ý nghĩa để cái cuộc sống giống như mình có những cái gì đó nó động lại đó quý vị. Thường thường thì mình nghe những cái câu chuyện hài nè, những cái gì đó nó đưa ra giống cái tình huống giống như dạy đời người ta đủ thứ hết trơn, nhưng mà không phải. Còn em là những cái cốt truyện của em, nó nói về những cái ý nghĩa, những cái nhân văn, những cái mà nói về để cho mình có thể nhẫn nhịn hơn, mình cố gắng mình vượt qua những cái khó khăn. Đó là những cái mẫu chuyện mà Cúc muốn gửi đến quý vị, và em cảm nhận được nó rất là hay, nó rất là thấm với trái tim em sẽ kể lên cho quý vị nghe. Hy vọng quý vị sẽ đón nhận hàng ngày những mẫu chuyện vui của Tấm Cúc nha. Em kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Quý vị yêu thương Tấm Cúc nhớ cổ vũ cho em bằng một like thích lên nghe quý vị. Và chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để cổ vũ cho Tấm Cúc được nhiều niềm vui, để kể chuyện nhiều cho quý vị nghe thêm. Và quý vị có chuyện vui hay có những câu đố vui nhớ gửi về cho kênh của Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcuc191181@gmail.com, hoặc là gửi cho em qua số điện thoại thì 0979 789 800. Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều, và em xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở cái chương trình của Cúc kể chuyện ngày mai nha quý vị. Em xin chào.